Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Top 3 con giáp đếm tiền mỏi tay nửa cuối tháng 2 năm 2019 dương lịch. Sau ngày vía thần tài 2019, con giáp nào tài lộc đổ về âm âm, đếm tiền mỏi tay, cùng Lịch Ngày Tốt xem ngày để biết nhé. Con giáp tuổi Sửu chăm chỉ. Là người chăm chỉ cần mẫn nên dù thời điểm này mọi người vẫn ham vui ham chơi hoặc dành phần lớn thời gian để đi lễ chùa, nhưng người tuổi Sửu đã bắt tay vào công việc, tìm hiểu các dự án làm ăn mới. Bạn ý thức được rằng chỉ có lao động, làm việc mới mang lại cho mình niềm vui và động lực sống. Theo tử vi, nửa cuối tháng 2 năm nay, tài lộc đã về tay, con giáp tuổi Sửu, năng lực được nâng cao, bạn dễ dàng đưa ra những quyết định trong công việc, dường như làm đâu được đó, mang về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Ngay lúc này nên biết dành dụm tiết kiệm, chớ nên tiêu xài hoang phí như thời gian trước đây nhé. Bên cạnh đó, bản mệnh mở rộng mạng lưới bạn bè trong thời gian này, hứa hẹn đây sẽ là những mối quan hệ giúp bạn phát triển sự nghiệp nhanh chóng trong tương lai. Ngay lúc này, nếu nắm bắt được tài vận đang lên, đầu tư đúng chỗ, tiền tài của tuổi Sửu sẽ liên tục sinh sôi, có thể nói là giàu lên nhanh chóng, phú quý suốt đời. Con giáp tuổi Mão gặp thời. Là con giáp có sự nghiệp lên như diều gặp gió trong tháng 2 năm 2019 dương lịch, nên không lạ gì khi tuổi Mão nằm trong danh sách này. Những tháng trước, bạn không được như ý, nhưng luôn chịu khó và kiên nhẫn vì hiểu rằng thời cơ của mình chưa tới. Tuy nhiên, thời điểm này, nói về tiền bạc của 12 con giáp thì ai cũng phải ghen tị với con giáp tuổi Mão. Sự nghiệp của bạn từ nửa cuối tháng 2 này luôn luôn phát triển, khởi phát, tiền đồ rất tốt. Chỉ cần chú ý mạnh dạn đầu tư, tuổi Mão có thể dễ dàng kiếm tiền nhanh chóng mà không cần nỗ lực quá nhiều. Thực ra bạn đã tích lũy được khá khá kinh nghiệm nên lúc này là lúc hưởng lợi. Nếu chỉ là gặp may thì số tiền sẽ dễ bị mất đi. Ví dụ như trong các quyết định vẫn không nên vội vàng, phải cân nhắc kỹ, nếu không rất có thể bị lợi dụng dẫn tới tiền của tiêu tán, kiếm được nhiều tiền mà thất thoát cũng lắm, cuối cùng lại được không bằng mất. Con giáp tuổi Tỵ giỏi giang. Về mặt tiền bạc 12 con giáp thì ít người kín tiếng như con giáp tuổi Tỵ. Họ có nhiều tiền hay không cũng chẳng ai biết rõ. Người tuổi Tỵ trời sinh tính tình khôn khéo, lại có khả năng linh hoạt, nhờ đó mà bạn được cấp trên trọng dụng, luôn ghi nhận công lao. Thời điểm nửa cuối tháng 2 năm 2019 này, tài vận của con giáp tuổi Tỵ vô cùng rực rỡ. Sự nghiệp phát triển không ngừng, công việc ngày càng thuận lợi. Cũng nhờ vậy uy tín của tuổi Tỵ tăng cao, có thể tiếp nhận tầng lớp quản lý cấp cao, kiếm tiền ngày một dễ dàng, tiền vào như nước. Nếu có thể, bạn nên tìm cách san sẻ vận may của mình với mọi người. Có thể được kết quả cho thấy như thể bạn là người tạo ra thành công, nhưng thực tế đó là sự góp sức của rất nhiều người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.